Đây là có một con. Con ve đấy. Đây là một con nữa này. Bắt về và nhắm đĩa thì thôi rồi rồi qua xuống rồi các bạn. Bắt gần được một rổ rồi nha các bạn nha. Đây có cái bọn con này. Mà chỉ đậu ở dưới gốc cây thấp thấp này. Mình hôm nay mình đi bắt ve rừng, bắt con ve đây, hai con đây, bắt bắt về làm bữa rượu, nhiều lắm các bạn ạ. Đây các bạn xem hút rồi, nhiều lắm. Đến tầm 50 con thôi, xem nào. Đừng có xói đèn cao để nó bay xuống dưới đất đi. Cái này nó đá về đấy nhỉ? Đấy đấy. Cái kia còn một con kìa. Nhiều lắm. Lắc cái cây đấy xem ở trên kia nó bay xuống. Đấy đấy, đấy. Nhưng mà xói thấp. Nó không xuống. Đấy, vẫn có đấy. Con vắt à? Này này. Được. Ở trên này có một con này. Nhưng mà không bắt tới. Con này không bắt tới được. Đấy, các bạn. Ủa, đây các bạn đây. Cái cây nhỏ nhỏ đây. Nhiều chưa? Cây nhỏ nhỏ đây. 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 Hẳn hai con nữa. Đấy, bắt xuống, bắt dễ dàng nên là con ve này. Mình trước đây mình không biết cũng ngay ban ngày đi bắt thì chẳng nhanh lắm. Còn ban đêm thì mình chỉ cầm đèn đi đây các bạn xem. Chỉ cần hai ba con này coi như thế là nó cứ đậu ở dưới gốc cây để mình bắt thôi. Ui bay hết rồi. Đây bay dưới đất, bay dưới đất. Cứ để yên cho nó đây. Đây có một con đây. Đây cây này. Thôi đang đấy. Đây là quay về hết rồi đấy, con kia nó lại đậu ở bên kia kìa. Đây à. Đấy nó lại về đấy anh xem. Đây có một con nhỏ này. Con nhỏ này ăn ngon lắm. Con nhỏ mới là chất đấy. Nó có một con bay bay đi lượn đi đâu rồi? Lượn xong bên anh xem này. Này. Cái bé mà có 2, 3 con, 4 con đây. Các bạn ơi, bắt sướng lắm. Tí anh xem cây bên kia lắm. Xem bên kia? Nó ở rất là thấp nè. Cao thật kệ. Ôi đây. Bắt rồi mà vẫn còn có hai con nữa. Các bạn ơi. Con ve đây nhiều lắm. Nó bay tán loạn luôn. Còn hai con này. Giá không bắt nó bay mẹ bay mất một con rồi. Đây là có một con đang đậu đây này. Đấy đây đậu được quần này. Nhưng mà con trên kia cao còn có mấy con luôn nhưng mà nó cao lắm không bắt được.
Hôm nay mình cũng bắt đầy rổ rồi. Cũng được khá nhiều rồi. Cái rổ cũng to đấy các bạn ạ. Đây con này to này. Con này to lắm. Con nữa này, này. Hai con này. Đây còn một con nữa nè. Còn nhiều chưa các bạn? Đây là còn một con này. Còn như thế, ui ui, thịt nhiều lắm. Không bắt tới được. Con này mình cố bẫy thôi. Đấy, không có đậu đâu. Nó hơi cao. Mình cố bẫy thôi. Ban đêm như thế này quay nó không đẹp mấy. Nó kêu quá các bạn. Bắt nó thì ô đi đâu rồi, ra đi đâu rồi. Các bạn ơi, các bạn xem đây nhiều lắm đây này, cái này. Một con này. Hai con này. Mình đếm sẽ bắt được mấy một con nhé. Ba con này. Ôi, vài mất một con rồi. Bốn con này. Năm con này. Sáu con này. Sáu con các bạn. Một cây mà bắt được 6 con thì cũng gọi là nhiều rồi các bạn. Ở rất là thớt rồi các bạn. Nó lại ở ngay dưới gốc cây ấy. Đây rồi. Giờ mình cũng bắt được khá nhiều rồi đấy giờ này. Con này hơi khá cao, không biết là có bắt được không. Mình cố nhảy xem thế nào. Có một con gầy ngần ngay trước mặt. Ui, bay rồi. Đây rồi, ui, đây rồi. Bay xuống đất này. Có mấy con ở trên kia cao. Không bắt được. Đây, đây là mấy con đây. Một con, hai con, ba con, bốn con, thế này. Cái này có. À, cái này có một con này. Con này là cái loại vé. Loại này là ngon này. Đây có một con này các bạn. Một con này. Có một con nữa này. Có con sao có. Nhưng mà những cái chỗ này nó thoáng thoáng thì nó không có nhiều mấy đâu. Nó ở những cái rừng rậm thì nó có nhiều. Hình như nó toàn ở cái cây bé thôi. Cái vé mà nó dập dập đấy, nó ở đây, nó ở rất thấp này, khoảng hai con luôn. Thì bắt về đến nhà rồi. Đây mẹ thì lấy một tay một cái chân giấm vào cái bóng vừa bắt vừa lấy cánh con này ra rồi này. Không có cái rổ gì đâu các bạn, chỉ có một cái rổ hay hai ba người đi bắt thì mình lấy thêm túi, còn không một cái kia thì nó là
không đứng được hết. Chắc nó kêu vào chỗ này đấy nhỉ, họ nên nhìn người ta hiểu họ. Hai hai thật đấy, giúp tay quá. Nó có đầy được cái này không? Để nó cứ mà lấy tránh ra thì nó cái chân của nó thì cứ bò bò như thế. Hai túi bóng vào một rổ, một cái rổ được đầy đi. Anh bắt được hai chỗ cho nó học tiếng Anh. Mà anh toàn coi được sửa chung cây tầm mấy. Một nốt nhạc khá vui đấy nhỉ. Cho bạn vui nữa nhé. Tí nữa vài hết rồi. Có nhưng mà em gọi máy của mẹ đi, anh đang live stream. Các bạn ơi, bây giờ là thành sản phẩm rồi, thì muốn chiên rồi, rồi thì ngâm với bia thôi. Hơi mặn nhỉ. Bây giờ thì thành sản phẩm rồi các bạn ơi, ngâm với bia thôi. Nói chung là còn được một hai đĩa này, còn một đĩa chứ. Còn 3 đĩa nữa. Nhưng mà răng hết đấy. Còn 3 đĩa nữa à? Nhưng mà không răng hết. Còn 3 đĩa. Còn 2 đĩa. Còn này là hơi bị thơm nữa các bạn. Em ngồi đâu, không ngồi tôi đặt đi. Nghe chiếu đi, để chiếu giải xuống. Nghe chiếu giải xuống kia đi. Đặt kia. Bỏ luôn. Cứ đấy, cứ ngồi đấy đi nhé. Thế bây giờ thì cái mồi nó chạy sang bên kia, phải đuổi theo cái mồi thôi. Thôi mày, các bạn ăn nhá. Duy nhất chỉ một món thôi. Nào, các bạn thưởng thức ve, con ve nhá. Đã, ăn đi. Thấy ngon đấy, nhìn thơm quá. Nhưng mà nào nhỉ, thằng hùng miền cũng khai thiệt miền.